Uê, từ từ. Ba ơi, cậu đi qua này. Chạy qua anh em mới để qua. Dựng ngay chấm kèo lên này. Uê, anh ơi, đừng thế. Đừng thế anh ơi. Phải này làm sao? Yes. Tố 1, 11 kêu anh em ơi. Ăn mừng thế nào anh em ơi. Rút cái con ra anh em. Mua nick Free Fire lên quân. Tới ngày sục sự kẹo.vn. Đền bù 100% với tài khoản lỗi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Uê, vãi trưởng. Bắn nhau ở đâu mà căng vậy? Uê, anh lại sợ các chú quá cơ. Trên này hả? Vãi cả trưởng này, ok luôn. Một kill đầu tiên hết sức là đơn giản và dễ dàng phải không mọi người? Thì hôm nay là ngày chủ nhật và cuối tuần thì Kẹo xin chúc anh em có một cái cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình nha anh em. Ok. Tình hình là hôm nay là anh em không phải đi học đúng không nào? Uầy, vãi cả trưởng. Một đứa ở dưới này anh em ơi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một trận rank solo. Và tuyên bố luôn anh em ơi, hôm nay cố gắng cày nát map kiếm top 1 luôn này. Hello. Nó ra ngoài rồi thì phải. Hello. Đâu rồi vậy ta? À đây. Uầy, vãi lùa. Sao vậy? Anh lại sợ chú quá cơ. Làm sao? Xong luôn, ok luôn, hai mạng nè mọi người. Mọi người thấy là có đơn giản không ạ? Rồi nha, và mục tiêu trong cái trận đấu này của Kẹo đó là cố gắng xem như nào kiếm top 1 với 10 kill anh em nhá. 10 kill nó luôn là tiêu chuẩn cho một cái trận đấu top 1 của Kẹo này mọi người. Rồi, các bạn thì leo rank đầu mùa nên là khá là căng thẳng luôn. Rồi nha, xem là như nào nhỉ? Đặt trái mìn ở đây và chúng ta let's go nào. Hiện tại thì chỉ còn lại 27 người chơi nữa mà thôi. Phải nói là tất cả những người chơi trong cái trận đấu này thì các bạn ấy kill nhau rất là nhanh luôn. Ok. Hình như là có người ở đây nữa thì phải. Không có anh em ơi. Nên là chúng ta xem tranh thủ lượm xác nào. Ok luôn nè. Vâng, vậy là mình đã có đến tận 10 túi máu cơ. Đơn giản là ngày hôm nay Kẹo chơi cái con trợ thủ đó là con báo bóng đêm. Với lại thì có add thêm tính năng của Paloma nữa. Thế nên là phải nói là hôm nay thì loot đồ thoải mái luôn. Lại còn cộng thêm cái Paloma gấu trúc nữa thì loot đồ bao giờ mới full hả mọi người? Ấy thế mà Kẹo loot đồ đã gần full rồi nha mọi người. 375 viên đạn súng cho anh em, thế là có khủng khiếp không ạ? Thế này thì các bạn liếm hết sạch đạn trên bản đồ để cho cái địch không có đạn ấy chứ. Rồi nha. Vâng, còn lại một nửa số lượng người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Xem như nào, cố gắng kiếm thêm người anh em ơi. Kiếm thêm kill nào. Nào đi. Chẳng lẽ là ở cái khu này thì Kẹo lại không thấy ai nữa hả? Vậy là xem ra trong cái ván đấu này thì kiếm người có vẻ là hơi bị khó khăn anh em ơi. Nó không dễ như Kẹo nghĩ rồi. Ra ngoài này lấy xe và chúng ta đua xe không anh em? Ui, vãi trưởng. Anh ơi, anh nào bắn xe em đây? Hả? À kia rồi. Anh thấy chú rồi nha, ok. Xem là chú làm gì sau bờ tường vậy hả? Coi chừng anh nha thanh niên này. Mày tính láo, ui. Đang tính gan sọ nhưng mà không nổi anh em ơi. Nó lại chạy vào trong. Càng thế nhỉ? Càng như này ai chơi hả anh em? Ok, bình tĩnh nào. Anh em ơi, dựng bom keo cái này. Sao phải ngại nhở? Đây, nó vẫn ở trong thôi. Ok, cầm luôn cây Ska. Mình nghĩ là đủ con Ska đi. Đậu xanh, xong, vỡ đầu. Anh em thấy là có đơn giản không ạ? Rất là dễ phải không mọi người? Nhưng mà hình như là có một đứa ở ngay bên phía trên nóc xưởng thì phải. Ok, bây giờ chúng ta phải làm gì nhỉ? Chuẩn bị lên trên xem như nào, vả nó luôn. Và quan trọng là loot đồ cái đã. Rồi nha, vậy là mình lại có thêm được bom keo rồi. Không lo hết bom keo đúng không anh em? Rồi ok. Let's go nào. 339 viên đạn súng trường vẫn thoải mái trong cái trận đấu này nha anh em. Một trận đấu thì anh em chuẩn bị được khoảng là 200 viên đạn súng trường và 200 viên đạn tiểu liên là quá là ổn rồi. Xem như nào chứ nhở. Mình sẽ chuẩn bị là lên trên và vả nó luôn này. Chắc lại trên nóc xưởng cơ khí rồi, thề luôn. Chắc là lại mấy thằng gọi là trai hát leo rank cái kiểu gì đây. Cái kiểu này là cái kiểu núp lùm leo rank anh em ạ, chứ trai hát cái gì đây. Ok. Để coi. Làm sao? Quả lựu chó này. À đây. Vãi lúa. Ui, thằng bé tí vỡ đầu nhá. May là nó chạy nổi anh em ơi. Không là mình cho thằng này vỡ đầu luôn này. Hello, bây giờ thích làm sao? Bây giờ muốn cái gì? Có giỏi xuống đây chơi. Nó nghĩ nó là ai chứ anh em, xuống đây. Nào, nhanh hộ cái xuống đây. Nào, thằng bé không dám xuống đâu anh em ơi. Ui dồi ôi, tưởng gì cơ, lại không dám xuống cơ. Thế thôi mọi người ơi, xem xuống dưới thôi nào. Let's go. Lại phải qua khu khác kiếm thêm kill thôi.
Chứ còn là ở đây xưởng cơ khí này với cái thằng nó nhây nó không chịu xuống nữa thì anh em có mà ở đây đến tận Tết Congo anh em ạ. Đấy, mút mùa hoa chuối. Các bạn hiểu là mút mùa hoa chuối nghĩa là gì không nhở? Tức là còn lâu mới kêu được nó anh em. Rồi nhá. Ten ten ten. Bên trên có thính kìa. Vậy anh em đoán xem là trong thính chúng ta sẽ có gì nào? Adup này, M219 này hay là M19 hay là SVD nhở? Hay là Goza nhở? Ui, một cây AWM thì mình không chơi anh em. Combo này của kẹo đang khá là ổn. Với lại anh em bữa nay vứt tâm ghê lắm, nên là Adup thì nó cũng chỉ gọi là tạm tạm thôi. Lúc nào mà thích ngứa tay thì lấy để chơi thôi anh em ơi. Chứ còn là bắn thực sự là nó không hiệu quả lắm. Ok, nào let's go. Đủ. Chưa thấy ai anh em ơi. Nào đi. Hello hello. Có ai đây không vậy? Tôi cô đơn lắm. Hu, có ai không vậy? Không có luôn cơ anh em, chả hiểu sao nhở. Các bạn lại trốn đâu cả rồi, thật sự là mình hơi bị buồn các bạn nha. Hey, hello hello. Hello hello. Không có ai thật luôn anh em ơi. Vãi cả trưởng. Như vậy là còn lại 15 người chơi nữa nào mọi người. Xem như nào. Chắc chắn là mình sẽ hạ gục chúng nó rồi. Nên là anh em hãy cứ yên tâm nha. Bắn đi. Có người rồi anh em ơi. Đến lúc chúng ta cứu mạng rồi. Nào. Sẵn sàng chiến đấu anh em. Công lên thẳng luôn nhỉ. Hello đây à. Chạy qua vả nó anh em. Nào. Úi dồi. Úi dồi. Bắn nhau kinh thế. Ui. Cái gì đấy? Cuộc chiến tay ma à? Thế như là vậy à? Thế có phải là mình là người thứ ma không anh em? Ui. Vãi trưởng. Cuộc chiến tay 4. À đâu. Cuộc chiến tay 4 luôn. Vãi cả lúa anh em ơi. Căng chưa căng chưa. Ui. Một thằng đai rồi. Thằng nữa đai này. Vậy là còn thằng cuối anh em ơi. Chuẩn bị qua vả nó. Ui. Solo mà cứ như kiểu là solo squad đang nhìn mọi người. Mày làm sao? Cái đậu xanh này vỡ đầu lên bảng điểm số luôn. Không cần phải nói nhiều, 5 kill anh em. Vậy là chỉ còn lại 12 người chơi nữa trong cái ván đấu này thôi anh em ơi. Xem tranh thủ ra ngoài và lượm xác cho nó luôn nhỉ. Ok. Và cái điều mà mình muốn lượm thêm đó là có MP40 không anh em? Hình như là có đó. Với lại mình xem như nào lượm thêm máu cũng như là anh em ơi. Chúng ta sẽ cần thêm bông keo đi, có không nhỉ? Ui. Giáp ba mới này, thêm 10 trái bông keo này. Và ông ngắm một đích mình có rồi, mình không lượm nữa anh em ơi. Xem là có MP40 không nhỉ? Ui, ngon thế. Chúng ta có luôn MP40 nè. Tuyệt vời ông mặt trời luôn nè. Rồi ok, lượm thêm lựu đạn nữa. Nòng súng 3 anh em ơi, đủ combo chưa? Từ từ để mình coi nào. Vứt bớt đạn súng cho đi, lượm thêm máu. Quá là điều bình thường luôn anh em nhỉ. Hòm sau này thì sao nhỉ? Lại thêm trái bông keo, có 6 trái bông keo rồi. Thế này thì không phải lo chết sớm rồi nha anh em ơi. Nhiều bông keo thì anh em phòng thủ nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và chắc chắn rằng là có nhiều bông keo thì các bạn sẽ sống dai hơn rồi nhờ. Và quan trọng là anh em phải biết cách dùng bông keo cơ. Không là anh em nhiều bạn lại không biết cách dùng bông keo dựng ngáo ngáo thì có lẽ là cũng sẽ ra đi hơi bị sớm. Rồi nha, 12 người chơi nữa và mình sẽ cầm con xe này đi lượn lờ xem có thằng nào chạy rông không nhỉ anh em ơi. Còn đứa nào chạy lông bông không là hốt luôn anh em ạ. Đấy là ăn cho nó luôn. Nào. Làm sao? Ở đây có ai không hả? Không coi, các bạn đoán xem nào. Các bạn đoán xem là ở cái khu này thì có ai không nào? Vắng quá anh em ơi, kiểu này chắc là không có ai rồi. Vắng như này đào đâu ra người bây giờ? Vậy thì có lẽ chắc là lại phải quay lại cái xưởng cơ khí rồi anh em ơi. Vác xe đi lượn lờ xem như nào nhở. Tình hình là bo đang thu lại rồi anh em ơi. Bo này thì thu lại vẫn đang còn chậm lắm anh em ơi, cứ từ từ mới di chuyển, không phải lo. Ui, bên trên có bắn nhau hả? Lên góc vui nào anh em. Đủ, làm sao đây? Ui, cái đậu xanh, làm sao đây? Thế cái thằng nào vừa hạ gục cái thằng còn lại đâu? Hello, hello. Nó trốn đâu rồi anh em ơi, kẹo không thấy này. Vãi lúa. Ui, nó ăn cái gì nó chạy nhanh vậy anh em ơi, không thấy nó luôn thật này. Vãi trưởng. Không có thật hả? Lỡ lờ qua đây xíu quên nào. Thằng nào vừa bắn hai thằng kia nhỉ? Vãi trưởng rồi, đáng lẽ ra quả đấy tông luôn hai thằng có kill anh em. Thằng nào láo thế nhở? Nó dám cãi ăn mạng của mình à? Đâu rồi? Đâu rồi thanh niên? Đây à? Thôi xong, mày chết với anh. Mày chết với anh này, nhảy này. Vừa chạy vừa nhảy cũng lên bảng đếm số luôn nha em. Ui, đáng thương thế, thằng bé nghèo dã man luôn anh em. Nó xài cái combo súng nó lởm vãi cả trưởng ra. Ok ok ok, 7 người chơi nữa thôi mà mọi người. Rồi nha, để kẹo xem nào. Ui, trước mặt có người luôn. Đâm thẳng xuyên thủng lên vả nó anh em. Đây nhá, có phải là thằng quần hồng không? Ui, lại là thanh niên cà phê à? Quần hồng cửa trần à? Đúng chuẩn đậm chất thanh niên cà phê rồi anh em ơi, làm sao? Có xe à? Mày có xe mày đùa với tao đấy à? Coi chừng tí vỡ đầu nha em. Ui, vãi trưởng,
giọng băng keo có vẻ như là hơi bị cao thủ đó mọi người. Cao thủ à? Adu đứng lại, nhanh. Ơ nó chạy kìa. Vãi, đứng lại. Uầy, mày dám ăn trộm xe của ông hả? Láo nháo pháo ăn xe à? Ok, láo nháo địch trộm xe à? Hay lắm. Rồi nhá. Qua vả nó luôn anh em. Mày thích ăn trộm xe của ông không hả? Bất dậy này. Làm sao thích bất dậy không? Bất dậy này. Ơ kìa, cái đậu xanh nhà nó. Uầy, phóng liệu cầm tay này. Làm sao? Ok, nó vẫn sống nó dựng một kèo. Nhanh dã ma luôn. Mày thích làm sao hả? Ok, một quả liệu. Làm sao? Uầy, vãi trưởng. Bé này hay đấy. Hay đó em. Uầy, vãi. Nguyên một dàn, người ta gọi là một dàn nhìn luôn anh em. Càng leo rank thế này gắt vãi trưởng luôn. Phải nói thật với anh em luôn, leo rank đầu mùa cực kỳ là gắt luôn anh em ạ. Mặc dù rank thấp nhưng mà vẫn gắt bình thường luôn. Uầy, đậu xanh. Đơn giản là tất cả mọi người thì đều bị trừ hạng mà anh em. Ờ vãi. Thôi anh ơi, mấy anh ơi, em xin. Căng vãi cả trưởng anh em ơi. Nhanh tay vào nhà cái nào. Ok. À đâu, nhanh chân vào nhà mới đúng chứ. Nhưng mà mình điều khiển bằng tay mà. Nhiều khi vô lý nhưng lại rất thuyết phục phải không nào. Rồi nha, chuẩn bị phun cây rồi. Bây giờ thế này nhá. Ui, thôi anh em ơi. Vào mò luôn đi anh em. Ui, phía trước có người kìa. Vãi sau xe ô tô hỏng luôn à. Vãi cả trưởng. Cái gì đấy? Game phải ai chơi. Căng vậy ai chơi. Nó đi móc mình nè. Ui, móc mình luôn hả? Làm sao? Ok, xong luôn anh em. 8 kill rồi. Vãi, gì vậy? Lại thêm thằng Monster Truck à? Dã ma luôn. Ui, anh ơi. Anytime cái. Mấy anh ức hiếp người quả đá này. Vãi, nó quay mình luôn anh em. Xong nha, 9 kill rồi. 3 người trận nữa thôi anh em ơi. Xem như nào, cố gắng kill nốt 3 thằng, kiếm tới một anh em nhở. Rồi nhá, ok, quấn full cây máu cái đã. À mà thôi, còn chưa quá lớp mà anh em. Lên thẳng luôn nào. Hello. À đâu, tầm này còn lại 2 đứa. Rồi nhá, 2 đứa nữa thôi anh em ơi, sắp top 1 rồi nè. Ten tranh thủ lượm xem là bọn này có một keo hay không nhở. Thực sự là mình cũng đang rất là do dự luôn, nhưng mà xem nào. Có một keo không? Ui. Rất là hay luôn anh em, bên này có 3 trái bông keo này. Ui, vậy là không lo chết sớm rồi. Mình vẫn còn 3 trái bông keo, vẫn có thể là top 1 dễ dàng anh em nhá. Anh em hóng cái nào. Mình sẽ chạy đường lách theo phía bên tay trái, như thế sẽ là một cái hướng đi nó di chuyển an toàn hơn. Theo như mình nghĩ là vậy. Mà nếu như nó mà chặn đầu trước thì có lẽ là do số mình xui anh em ạ. Người ta gọi là do nhân phẩm kém đó mọi người. Giờ xem như nào lên trên cái nhở. Còn 2 thằng cuối thôi mà. Nói chung là phải hết sức cẩn thận anh em ơi. Từ từ thôi. Hello. Thấy rồi. Mình thấy một thằng ở ngay phía trên rồi anh em ơi. Ok, thằng mày đang chạy kìa. Rồi thì làm sao? Mình sẽ đi móc nó lần này. Vãi nhở. Từ từ anh ơi. Em xem thì có gì không nào. Không có phóng liệu anh em ơi. Vãi, đứng tạm đây cái nào. Ui, cái gì đấy? Câu lửa đạn quá. Dã man. Ê đừng. Câu làm sao? Anh dựng con keo rồi mà. Câu làm sao nổi. Ok nha. Mình sẽ cho nó ăn lại liệu này. Ăn liệu đi em ơi. Còn hai trái. Cho nó ăn nốt này. Làm sao? Chạy đâu hả em? Ăn no liệu đi em. Ui, thằng bé này dựng con keo thông minh đấy. Qua vả nó. À đủ. Đâu rồi? Đây à? Xong chưa? 10 kill rồi. Một con số vô cùng là đẹp luôn anh em ơi. Bông hoa điểm 10 luôn nhở. Từ cái anh em ơi. Ui vãi, bo thu. Không chạy lẹ thì lại danh mộ anh em ơi. Thôi, xem như nào, chuẩn bị vào bo luôn anh em ơi. Căng vãi trưởng ra luôn này, thề luôn. Bây giờ là mình phải chạy bo này anh em ơi. Lo thằng cuối nữa này. Vãi, đứng tạm một cân nha. Ok. Ui, còn tí máu. Anh ơi, tha em cái. Em mới vừa chạy bo xong căng vãi trưởng anh ơi. Anh lại tính úp sọt em vậy hả? Ghê vãi anh em. Ui, từ. Vãi, câu lựa qua này. Chạy qua anh em mới để qua. Dựng ngay chấm kèo đây này. Ui, anh ơi. Đừng thế anh ơi. Vãi này làm sao? Yes. Đấu 1, 11 kill anh em ơi. Ăn mừng thế nào anh em ơi. Rút cái con ra anh em. Wow.